Chúa Nhật, tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4, từ câu 1 đến câu 11. Bấy giờ, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: "Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng người đáp: "Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ, tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Đức Giêsu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lạy tôi." Đức Giêsu liền nói: "Sa-tan, xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình ngươi mà thôi." Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Suy niệm. Fabrizio Collari có câu: "Để quyết định cuộc đời mình, ta phải chọn những cánh cửa mà mỗi ngày ta đóng mở." Hay nhân gian thường nói với nhau: "Cuộc sống là một chuỗi của sự chọn lựa. Nếu chọn lựa đúng thì sống tốt, nếu chọn lựa sai thì sống xấu." Cả hai câu đều giúp chúng ta đi sâu vào nội dung của bài tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Thánh Matthew trình thuật cho chúng ta thấy Đức Giêsu phải trải qua ba cơn cám dỗ. Thứ nhất, cơn cám dỗ của nhu cầu vật chất cho chính ma quỷ thách đố Chúa Giêsu biến đá thành bánh. Nhưng Chúa Giêsu đã dạy cho ma quỷ bài học: người nói người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Nghĩa là con người không phải chỉ lo chú tâm đến nhu cầu vật chất, mà phải đi sâu vào những giá trị thiêng liêng, những giá trị của tâm hồn. Thứ hai, cơn cám dỗ khai thác Thiên Chúa vì lợi ích của chính mình. Ma quỷ nói: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi." Chúa Giêsu đã nói: "Người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Chúa Giêsu đã khẳng định cho chúng ta nhận biết giá trị quan trọng là vâng phục thánh ý của Thiên Chúa, chứ đừng thách đố Chúa, phải làm theo ý mình. Cuối cùng, cơn cám dỗ về lòng ham muốn quyền lực và vinh hoa lợi lộc. Ma quỷ nói: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lạy tôi." Chúa Giêsu khẳng định: "Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình ngươi mà thôi." Như thế mọi quyền lực và những hoa lợi đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chúng ta đừng vì ham muốn quyền lực và danh lợi để thỏa hiệp với ma quỷ. Con người ngày nay cũng dễ bị lôi kéo bởi các cơn cám dỗ mà chúng ta đã kể ra. Nếu chúng ta không thận trọng, không khôn ngoan và sáng suốt để phân định, để chọn lựa, cũng như chúng ta không áp dụng những bài học kinh nghiệm mà lời Chúa chỉ dạy, thì chúng ta dễ bị lôi kéo và sa ngã. Lạy Chúa, xin ban ơn khôn ngoan của Thánh Thần Chúa để giúp chúng con luôn biết sống theo lời Chúa. Amen.